Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ nấu món canh chua cá hồi. Để nấu món canh chua cá hồi, ở đây mình có chuẩn bị cá hồi. Ở đây là 1 kg cá. Cá này đã lóc da và lạn xương rồi. Và rất là tươi, ăn rất là ngon. Và các rau cải đi kèm là bạc hà. Bạc hà ở đây là nửa ký. Một chút mình sẽ đem gọt cái vỏ ra, rồi mình rửa sạch rồi mình đem cắt. Ngò ôm một nhúm như vậy nè. 3 trái cà chua, 1 ít giá, nửa trái khóm. Và để canh có cái độ chua thì mình sẽ dùng quýt. Một chút mình đem vắt ra, mình lấy nước quýt này mình nấu nè. Ăn rất là ngon á các bạn. Mình sẽ thay thế cho me. Nước quýt này mình nấu với canh chua rất là ngon. Và đây là 2 muỗng cà phê muối và 2 muỗng cà phê bột niêm gà, 7 muỗng canh đường, 3 muỗng canh nước mắm và 2 tép tỏi. Một chút mình bầm ra, mình phi lên cho nó thơm nha. Và dài che ớt cho nó cay thơm ngon nha các bạn. Rồi mình bắt đầu làm nha. Đầu tiên là mình sẽ đi cắt mấy miếng cá này ra, rồi mình sẽ ướp. Cá này mình cắt ra miếng nhỏ nhỏ vừa ăn vậy thôi. Cá này tươi rất là ngon luôn các bạn. Ăn cá hồi này rất là bổ dưỡng, có nhiều omega 3 nè. Rất là tốt cho sức khỏe. Bây giờ mình cắt ra rồi mình đem ướp ha. Mình bỏ vô đây 1 muỗng cà phê muối, 2 muỗng cà phê nước mắm, 1/2 muỗng. Rồi mình ướp ở đây nửa tiếng nha các bạn, cho nó thấm, cho nó ngon. Mùi nước mắm rất là thơm luôn các bạn ơi. Tiếp theo mình sẽ đi cắt bạc hà nha. Bạc hà này thì mình sẽ tước cái vỏ ra, xong rồi mình đem rửa, rồi mình sẽ cắt lát. Mình sẽ cắt lát vừa ăn như vậy thôi nha. Cà chua thì mình sẽ cắt ra miếng bự nha. Một trái như vậy mình cắt ra 4 miếng. Có cà chua nhiều ăn cho nó ngon nha các bạn. Ăn cũng bổ dưỡng, cũng đẹp da. Mà nó có cái độ chua giúp cho canh chua nó thanh ngon nữa. Khóm thì mình cắt ra cọng vừa vừa như vậy nè. Ngò ôm thì mình sẽ cắt nhỏ ra luôn. Ngò ôm này khi nào canh chín rồi đó, sau cùng mình sẽ bỏ lên rồi mình tắt lửa. Rất là thơm luôn á các bạn. Tỏi mình sẽ bầm nhỏ ra nha. Một chút mình phi lên cho nó thơm. Khi mình ăn á, mình sẽ rưới lên 1 miếng dầu tỏi gì nè. Nó rất là thơm ngon. Quýt mình sẽ cắt ra làm 2, rồi mình đem vắt lấy nước nha. Quýt này nó rất là chua, nhưng mà cũng ngọt. Chua nhiều hơn là ngọt. Mình nấu canh nó có cái độ chua thanh ngọt rất là ngon. Rồi xong rồi nè các bạn. Một chút á, khi mình nấu mình nêm vô, mình bỏ vô dừa dừa thôi.
rồi mình nếm lại, mình cảm thấy nó chưa đủ chua rồi mình mới bỏ thêm nha các bạn. Rồi các nguyên liệu mình đã sơ chế xong rồi, bây giờ mình đi nấu canh nha các bạn. Mình bắt cái nồi lên, mình bỏ dầu vô. Dầu nóng rồi mình bỏ tỏi vô mình phi. Mình phi cho nó vàng thơm. Mình để lửa vừa vừa thôi, không thôi nó bị cháy á. Rồi bây giờ nó vàng thơm rồi nè, mình sẽ múc qua cái chén nha các bạn. Mình sẽ chừa lại một ít mình nấu canh. Còn trong cái phần chén khi nào mình ăn mình sẽ rưới lên tô canh, nó rất là thơm. Tiếp theo mình sẽ bỏ cà chua vô. Mình nêm vô đây một muỗng cà phê bột nêm gà, nửa muỗng cà phê đường. Mình xào lên cho cà chua nó ra cái màu đỏ đỏ hồng hồng á, cho nó đẹp á. Xong rồi mình bỏ nước vô. Nước này mình đã nấu sôi rồi đó các bạn. Mình nấu trong cái ấm nó sôi rồi đó, rồi giờ mình bỏ vô. Mình bỏ khoảng nửa nồi nước thôi nha. Mình sẽ nêm vô đây luôn bột nêm gà và muối. Mình nêm vô đây đường luôn nha. Và nước quýt nữa. Mình bỏ vô đây nửa chén nước quýt thôi. Một chút mình nếm lại mà mình thấy chưa đủ độ chua đó, mình sẽ bỏ thêm nữa nha. Rồi bây giờ mình bỏ cá vô luôn nha. Cá này đã ướp được nửa tiếng rồi đó các bạn, nó rất là thấm rồi. Khi mình nấu canh nó ăn rất là ngon. Mình sẽ nấu cá 5 phút cho nó chín nha các bạn. Sau đó mình sẽ bỏ các rau vô. Cá đã nấu được 5 phút rồi, bây giờ mình bỏ khóm vô. Mình bỏ bạc hà vô luôn. Mình đợi nước sôi lên rồi mình sẽ bỏ giá vô. Nước sôi rồi bây giờ mình bỏ giá vô nha. Mình sẽ nêm nửa chén nước quýt còn lại luôn. Và 3 muỗng nước mắm. Mình nếm một miếng thử. Vừa ăn rồi đó các bạn. Bây giờ canh sôi rồi, mình sẽ tắt lửa. Rồi mình sẽ bỏ ngò ôm vô. Mùi ngò ôm rất là thơm đó các bạn. Thiếu ngò ôm là nồi canh chua không có ngon nha. Rồi nồi canh chua xong rồi, mình sẽ múc ra cái tô rồi sẽ thưởng thức. Mùi canh chua rất là thơm luôn các bạn ơi. Mùi ngò ôm, cái mùi chua nhẹ nhẹ thanh của quýt rất là ngon luôn. Mình múc các rau cải nước ra trước. Rồi mình sẽ bỏ cá lên trên nè. Múc nhẹ nhẹ thôi, không thôi cá nó bị bể á. Cá mềm rất là ngon luôn. Thơm quá các bạn ơi. Trước khi ăn mình sẽ rưới lên đây một miếng dầu tỏi. Rất là thơm luôn á các bạn.
Các bạn nhìn xem cái màu canh chua rất là ngon. Cái màu vàng vàng, cam cam, đỏ đỏ của cà chua. Cái màu dầu tỏi mặn mặn trên mặt rất là ngon luôn. Mình sẽ ăn với cơm trắng và chấm nước mắm ớt. Mình gắp miếng cá ăn thử trước nha. Cá vẫn còn dai dai. Mình chấm với nước mắm ớt nè. Nước mắm ớt nồng nồng rất là thơm luôn. Mình ăn với cơm. Cá dai dai, chua chua. Rất là ngon luôn. Mình ăn miếng bạc hà nha. Bạc hà giòn giòn, chua chua ngọt ngọt. Rất là ngon luôn. Ăn một miếng cá nữa nha các bạn. Cá dai dai ngon quá các bạn ơi. Ớt nồng nồng cay cay. Miếng khóm nè. Khóm chua chua ngọt ngọt. Miếng khóm ăn cũng ngon nữa. Canh này phải có khóm mới ngon nha. Canh chua này mà ăn những ngày mưa trời se lạnh rất là ngon. Nóng nóng cay cay. Ngon quá các bạn ơi. Ăn miếng cà chua đi. Cà chua mềm, thấm nữa, vừa ăn. Mình xào trước đó, cái nó thơm thấm ăn rất là vừa ăn. Ngon lắm các bạn. Miếng cá nè. Miếng cá vẫn còn có sới bự, ăn dai dai rất là ngon. Các bạn nào có thích ăn món canh chua cá hồi này thì hãy nấu ăn thử nha. Và nếu như thấy thích video của mình thì hãy like và đăng ký để ủng hộ mình nha. Bây giờ mình xin chào, hẹn các bạn video lần sau.